Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Yên Lành đã làm xong hai cái bộ hoành phi câu nối bằng chất liệu gỗ hương đỏ nhập khẩu từ châu Phi, hay còn gọi là gỗ hương ba đúc. Hai bộ hoành phi câu nối này chúng tôi làm theo yêu cầu và đơn đặt hàng của khách hàng ở Hải Phòng, và hiện tại thì anh đang sinh sống bên nước ngoài. Anh đã đặt qua mạng, qua Gmail cho chúng tôi. Và chất liệu gỗ hương ba đúc này, trong clip trước tôi đã giới thiệu nó là chất liệu gỗ hương có cái nguồn gốc xuất xứ bên châu Âu, Phi, và có giá thành về chủng loại gỗ rất là rẻ. Chúng tôi chuyên làm cho khách hàng thích giá rẻ thì sẽ dùng sang loại gỗ như này, hay còn gọi là gỗ hương đỏ của Nam Phi. Tôi làm theo đơn đặt hàng thì bức hoành phi quang tiền dụ hậu có kích thước dài 2m17, rộng 67, ván là ván dày 3 phân. Và mẫu này cũng là mẫu chúng tôi cải biên mới nhất. Quang tiền dụ hậu làm theo yêu cầu của khách hàng, đó là chuyện góc lá tây, khác với chuyện chữ công. Và một bộ thì chúng tôi làm bộ đức lưu quang. Và yêu cầu câu đối của anh là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Một bên chúng tôi chạm là noi gương tiên tổ trồng cây đức, một bên là tiếp bước cha ông giữ nếp nhà. Hai bên đối với nhau, chúng tôi làm hai bộ cho gia đình anh. Một bộ hoành phi chúng tôi chạm ba chữ đức lưu quang có chặt gấm. Toàn bộ chữ Hán nôm đã được dịch phụ đề tiếng Việt cho quý khách dễ hình dung. Khi chúng tôi xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại một video clip chi tiết đầy đủ từ A tới Z cho quý khách hàng trên toàn quốc tham khảo các cái mẫu mã mới nhất mà cơ sở đồ gỗ Yên Lành đưa lên, cũng như về chất liệu, kích thước, mẫu mã. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái video mới nhất về đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ, cũng như là đồ gỗ phòng khách, nội thất phòng thờ và các cái sản phẩm liên quan đến đình chùa, đồ thờ cúng như ngựa thờ, tượng thờ. Thì trung bình một tháng chúng tôi có thể làm ra từ 100 tới 200 bộ như này, đáp ứng cái nhu cầu khách hàng dùng về hoành phi câu đối gỗ ngày càng cao. Thì hoành phi nó có nhiều các cái bộ chữ nho khác nhau, đấy là do yêu cầu khách đặt thì chúng tôi sẽ làm theo, để quý khách tham khảo các cái mẫu chữ đức lưu quang, quang tiền dụ hậu, hay là ẩm hà tư nguyên, hay là uống nước nhớ nguồn, hay là lưu phúc lưu ân, vạn cổ trường xuân, rất nhiều. Thì quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Lý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy gửi các cái mẫu mã mà quý khách ưng ý về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cái sản phẩm đó. Vì hoành phi câu đối nó có rất là nhiều giá, từ giá thành thấp đến giá thành cao. Vì mỗi một bộ chúng tôi đưa lên thì kích thước lại khác nhau và cũng như chất liệu gỗ khác nhau. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái sản phẩm mới nhất. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.